Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên khui một lô hàng mới cho cả nhà mình nhá. Và như mọi người có thể thấy là hôm nay thì em cũng sẽ có về vừa rất nhiều các mã hàng siêu phẩm. Đó chính là một phiên bản của Edoc. Đây là một cái phiên bản đời cao nhá. Một cái thiết kế rất là đẹp dành cho các anh nam tay vừa và hơi to. Ngoài ra thì sẽ có các mẫu của Obelulo này, phiên bản Fubo, Dominic, Selco, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người có yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Bên em thì chuyên cung cấp về các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá ở trên trang Nhật, nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn nguyên hộp, có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn trong video cho cả nhà mình và hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và với mã hàng sản phẩm đầu tiên ấy, em sẽ lên cho cả nhà mình cái mẫu này, bởi vì đây là một trong các cái mẫu mà em phải nói thật sự là nó cực kỳ hot luôn. Không bởi vì cái chất lượng của nó đâu, bởi vì cái chất lượng của Technot thì không phải bàn đến rồi đúng không ạ? Bởi vì tất cả các hàng chính hãng thì nó chỉ có một chất lượng thôi. Còn với Technot ấy thì ngày xưa nó là thương hiệu của Thụy, sau đó thì họ có chuyển nhượng lại cho Nhật, nên là Technot nó sẽ là thương hiệu của Nhật. Thì không chỉ là do cái chất lượng của nó tốt mà mẫu mã của các cái phiên bản này nó cũng rất là đẹp nha mọi người nha. Với cái mẫu đá này này, đá trắng này này thì không phải là lúc nào nó cũng có hàng để vào đầu đâu ạ. Full hộp nhá, giấy tờ đầy đủ. Anh chị nào mọi người đã nhận được hàng ở các cái mẫu này, ở các cái lô hàng khá lâu rồi thì em nghĩ chắc chắn là mọi người cũng đã có những cái trải nghiệm ở phiên bản này. Đây là mẫu Technot kính sapphire đá ceramic. Đó thì gần như cái phiên bản này nó hội tụ toàn bộ những là cái gọi là những cái gọi ưu điểm thôi. Thứ nhất đó là kính sapphire nhá mọi người. Kính sapphire thì nó sẽ là cái giúp cho cái đồng hồ chống trầy chống sứt tốt rồi đúng không ạ? Thứ hai nữa đó là cái chất liệu đá ceramic này này. Cái đá ceramic này thì đặc biệt ý, nó là cái màu trắng. Đây mọi người thấy không ạ? Là nhìn về cái cảm quan là nhìn chân rất là đẹp sáng đúng không ạ? Và nhìn lúc nào nó cũng sẽ mới nha. Thì cái ưu điểm của đá ceramic ấy đó là nó chống trầy chống sứt tốt. Và nó cái độ bóng sáng, cái độ bắt sáng này cũng rất là ok. Kể cả mọi người sử dụng bao nhiêu lâu đi chăng nữa ấy, thì cái đá này của nó lúc nào nó cũng sẽ sáng, nó cũng sẽ đẹp như thế. Mọi người thi thẳng gọi là mình lau, mình vệ sinh đi thì cái đá của nó sẽ rất là sáng. Đó. Và một cái ưu điểm ở trong cái dòng đá ceramic này nữa đó là với ai mà có cái cơ địa mà hay bị dị ứng ý, đó thì khi mà mọi người sử dụng các cái đá này thì nó sẽ hạn chế được rất là nhiều. Đó thì nó sẽ rất là có nhiều cái ưu điểm ở trong các cái phiên bản dòng đá ceramic này. Nên thường thì giá của các cái dòng này nó sẽ có cái giá niêm yết này, nó sẽ cao hơn so với các bản thông thường này, 55.000 yên. Tức là nó rơi tầm khoảng độ hơn chục triệu ở phiên bản này đấy ạ. Đấy, dây nhá, chốt khóa, tag mark của nó đầy đủ. Đằng sau đáy thì nó sẽ có thông số, đó là ceramic này, stainless steel này, sapphire, độ chống nước là 3 ATM, mã sản phẩm đi kèm, giá là 55.000 yên. Đó, rất đẹp nhá. Hai bên niềng này của nó còn được nạm đá nữa cơ. Nói chung là với cái phiên bản này thì thực sự với cả nhà mình là cực kỳ đẹp và rất là hot. Size 27.8 nhá. Và càng của mẫu này là 38.5. Độ mỏng của phiên bản này là 6.7. Em lên tay cho cả nhà mình cùng xem này. Đấy. Cái này thì nếu như mà anh nam mà tay nhỏ thì, hoặc là chị nào là nữ tay to thì mọi người cũng vẫn đều có thể là đeo được. Bên trong cọc số đính đá và có lịch nha. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 2.450.000. 2.450.000 nhá. Bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở mã 281. Mã 281. Tiếp theo sang ở mã 282. Ở phiên bản mã 282 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 282. Đó là một cái bản bản của Obelulo đi. Em sẽ lên Obelulo luôn, bởi vì là đây là một cái phiên bản nó cũng rất là độc lạ. Obelulo thì hiện tại bên em đang làm đại lý ủy quyền của Obelulo. Đây là thương hiệu của Pháp nha mọi người nhá. Conception in de France. Thì đây là cái thương hiệu mà nó sẽ được sản xuất và thiết kế ở tại Moto. Bên em thì đang làm đại lý ủy quyền và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng để có thể lên tay những mẫu mà mình ưng ý nhất nhá. Trong cái hộp này thì em sẽ có để thẻ và để khăn tay ở trong hộp luôn cho cả nhà mình, nên mọi người hoàn toàn yên tâm.
Và như mọi người có thể thấy là form kiểu dáng của nó rất là giống với cả của Omega ấy ạ. Đúng không? Rất là đẹp. Đây là một cái bản cơ tự động và bản này thì nó sẽ có cả trợ cót tay đi kèm nha. Đấy, em sẽ lên cái cót tay để cho mọi người thấy là cái phần trợ cót ấy nó vẫn đang chạy và nó vẫn đang hoạt động bình thường. Thì bên trong này này mọi người thấy không ạ? Nó sẽ có một cái kim dây. Đấy, cái kim dây nó ở cái phần ba cái chân này này mọi người. Đó, thì nó ở phần ba chân này nha, thì nó sẽ là kim dây. Cái này mọi người xem giờ nó sẽ hơi độc lạ một chút xíu. Nó có cả chức năng hiking stop này, dừng kim dây đột ngột này. Đấy. Thì đây mọi người thấy là khi mà em xoay như thế này đúng không ạ? Thì sẽ có sự dịch chuyển ở cái vòng tròn. Đây nha, cái vòng tròn ở ngoài này. Sau đó là đến cái vòng tròn ở bên trong này. Đấy, còn kim dây thì hiện tại là nó đang đứng im. Cái này mọi người xem giờ ấy, thì các anh chị mọi người sẽ xem giờ như thế này giúp em nha. Đây là một cái thiết kế mà rất là tinh tế và khá là phức tạp đấy ạ, chứ không hề đơn giản một chút nào đâu. Bởi vì mọi người thấy là cái vòng tròn này, cái bánh răng của nó bên trong này. Đấy, nó có cái giờ nha, cái giờ là cái số to đùng ở ngoài này. Đấy, đây. Thì ví dụ như lúc này mọi người thấy là nó đang là ở số 8 đúng không ạ? Cái chỗ này là hour hay là hour gì đó ấy. Mà cái từ mà trong tiếng Anh tức là nghĩa là giờ ấy mọi người. Em hơi rốt tiếng Anh nhưng mọi người hết sức thông cảm. Còn đây là cái kim dây nha, kim dây này. Kim dây thì nó có một cái vòng tròn ở bên trên này, vòng tròn bé bé ở trên này. Và nó sẽ hiển thị cái chỉ số về cái kim dây ấy. Thì cái mũi tên này này nó chỉ về số 60. Tức là lúc này bộ máy nó đang hiểu là 8 giờ. Đó, lúc này nó đang hiểu là bộ máy của nó là 8 giờ. Xoay tiếp nha, đó. Đúng không ạ, thì đây nó sẽ đang là 8 rưỡi này. Tiếp tục này, thì đây là hơn 9 giờ này. Đó, thì mọi người thấy là cái cấu trúc của nó đúng không ạ? Nó sẽ có một cái thiết kế xem giờ của nó rất là đẹp, rất là độc đáo, rất là độc lạ luôn. Ở mẫu này thì buổi tối ấy, nó còn có cả dạ quang nữa cơ. Cái dạ quang nha, cái dạ quang này rất là đẹp. Nó sẽ có cả dạ quang này ở cả cái phần cọc số bên ngoài nha, phần giờ nha. Và bên trong cái lòng này, đó. Thì nó sẽ chạy và nó sẽ hoạt động như thế này này, tức là buổi tối. Đây mọi người thấy không ạ? Đây là cái số này nó sẽ liên tục đổi. Cái kim dây này, kim giờ, kim phút này. Kính sapphire nguyên khối này. Và nó sẽ làm thiết kế theo kiểu dạng như là một cái kính cầu cong cao lên như thế này. Rất đẹp luôn. Và em phải nói là nếu như anh chị nào mọi người mà thích các mẫu đồng hồ, mọi người thích sưu tầm ấy, thì em nghĩ nó rất xứng đáng để nằm trong bộ sưu tầm của mọi người. Cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều sẽ rất là ok. Đây là viền cạnh nhá, núm này, mặt trước này, mặt sau. Đằng sau thì búa nó sẽ có chuyện đó là Obilulo nhá. Thép 316L này, Contemporary này. Mấy cái từ tiếng Anh này thì em không dịch được. Độ chống nước của nó sẽ là 50 TM này. Đây mọi người thấy búa này, đẹp không ạ? Đấy, chuyện logo tên thương hiệu của Obilulo. Dây silicone nha, dây này, chốt khóa này. Cái dây silicone này thì cái dây này này, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Đấy, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da đâu. Và đặc biệt là nó sẽ có các cái đường vân ấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, các đường vân nhỏ như thế này nhá. Nhìn này, không ai bảo là dây silicone cả. Nhìn chung nó rất là đẹp luôn. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 40.7 và càng của phiên bản này là 48.8. Đây như cổ tay của em đây là 16.5 là em đeo vừa luôn nha. Thì các anh nam nào mà có cổ tay tầm 16.5, 17, 17.5 trở lên đều có thể đeo được hết. Mẫu này em đang để giao lưu với cả nhà mình đó là 5.7, 5.700.000 mới nguyên full hộp. 5.7 nhá. Tiếp theo bản này quên mất mã của nó sẽ là ở mã 282. Ở mã 282. Tiếp theo sang ở mã 283. 283 thì có lẽ là em sẽ lên luôn cái bản siêu phẩm luôn nhá. Đây là phiên bản của Edoc. Cái mẫu này thì nó không về hộp của nó đâu. Nó đựng ở trong cái hộp hộp gỗ nhưng mà hộp của hãng khác. Nó không phải hộp của nó. Nhưng mà được cái là bản này nó rất là mới, chắc là có khi là người chủ cũ người ta cũng không còn hộp của nó nữa ấy. Đây, em cho cả nhà mình cùng xem. Đây là một cái bản Edoc rất đẹp. Về thương hiệu Edoc thì mọi người đều biết rồi, nó là một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, đúng không ạ? Và nó đạt được cái chứng chỉ đó là chứng chỉ Swissmade này. Đây là một cái chứng chỉ mà phải trải qua rất nhiều các kỳ kiểm định nghiêm ngặt để có thể đạt được cái chứng chỉ Swissmade này nha mọi người. Đó, và đây là Edoc Automatic có trợ có tay đi kèm. Đây date tức là nó sẽ là phiên bản có lịch ngày và lịch thứ. Titanium nha, bản này là bản Titanium. Nó có cả cái thành phần titanium nên là khi mà đeo lên tay nó sẽ rất là kiểu nó sẽ
nó có một cái cảm giác nó nhẹ nhẹ hơn. Đó, cái niềng này thì nó sẽ là một cái niềng gốm hoặc người đá ceramic ấy, nhưng mà người ta sẽ gọi là gốm, cái niềng hình như là bằng gốm ấy, cái chất liệu bằng gốm kiểu gạo gốm sứ ấy mọi người. Đây này, nhìn trông nó rất là đẹp nha. Đó, mặt bên trong này nó sẽ có các cái đường vân này, kẻ bên trong này rất là đẹp, đúng không ạ? Lịch nha. Sau đó là kính sapphire, nó còn được phủ thêm cả một lớp ao để chống chói ở vị trí phía bên trên nữa. Cái này là người Trung Quốc người ta cũng không dùng nhiều đâu mọi người ạ. Cái này là các cái dấu vân tay của em thôi. Còn về bản này thì nó rất là mới nha. Đây mọi người thấy này, viền này, vỏ này, mặt kính này, cạnh này, sườn này, classic này. Đấy, núm nha. Thì cái núm này này mọi người thấy không ạ? Nó là cái dòng núm gen đấy. Đây, các chị sẽ xoáy đóng núm vào như thế này nhá. Đây, khi mà núm của nó không khít mà như thế này nhá. Đấy, còn khi mà mọi người mà xoáy núm ra để mọi người chỉnh chỉnh lý chỉnh gió thì các chị lại xoáy ra như thế này. Đấy, rút núm chỉnh. Cái lịch ở đây nó rất là hay. Nó cũng là lịch ngày và cũng là lịch thứ, nhưng mà nó lại làm thiết kế theo kiểu dạng bao lịch ấy. Bao lịch. Đây, bên này của nó cũng sẽ là một cái vòng tròn bao lịch nha. À, hiện tại đang là ngày mùng 8 và thứ của nó sẽ đang là thứ 5 đúng không ạ? Đó, mọi người thấy không? Ồ, bản này rất xịn luôn. Bình thường nha, bình thường thì mọi người lưu ý cho em là bình thường nha. Các cái mẫu pin hay là mẫu cơ bình thường ấy thì nó có hai ô cửa sổ lịch, nhưng đâu để em xem có cái bản nào mà nó không, để em lấy ví dụ cho cả nhà mình. Nó có hai ô cửa sổ lịch nhưng mà nó sẽ phải chuyển dần dần đúng không ạ? Các anh chị có nhớ không? Tức là cái lịch ngày này này, lịch ngày nhá, lịch ngày nó chuyển tầm 12 giờ nhá, và lịch thứ thì nó sẽ phải chuyển rơi vào tầm khoảng độ tầm hai, có những mẫu thì nó rơi tầm khoảng độ 2:30, có những mẫu thì nó rơi tầm khoảng độ hơn 3 giờ hoặc 3:30 gì đó. Nhưng riêng đối với mẫu này này, cái lịch của nó chuyển cùng một lúc 12 giờ luôn. Trời ơi, phải nói là một cái bộ máy mà quá là đẳng cấp luôn. Em sẽ xoay lại 24 giờ một ngày một lần nữa cho cả nhà mình này. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đây là 12 giờ trưa nha mọi người. Đang là ngày mùng 9 và thứ 6 đúng không ạ? Tiếp tục nha, mọi người đợi hơi lâu một chút. Đây mọi người nhỉ. Đó, nó sẽ chuyển luôn sang ngày mùng 10 và thứ 7 luôn. Đó nha. Bản này thì nó có cả cái chức năng, đó là chức năng hacking stop nha mọi người nha. Đấy, thì khi mà em rút núm nhá thì nó dừng lại này, đóng núm này thì bắt đầu nó lại tiếp tục, nó đang chạy và nó đang hoạt động nhá. Đó, thì mọi người thấy không ạ? Một cái phiên bản cực kỳ đẹp và xịn sò. Cái này thì mọi người sẽ vừa xoáy vừa đóng núm vào giúp em để đảm bảo được cái độ chống nước. Bản này có một cái độ chống nước cực kỳ là cao này, 500m tương đương với cả 1.650 feet. Bình thường thì các cái mẫu mà em hay lên ấy thì nó cũng dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 200 hoặc 300, 300 thì ít lắm, không có mấy đâu, nhưng đa số sẽ là 200m thôi. Là đã là một cái độ chống nước cực kỳ là ok rồi. Đúng không? Còn đối với bản này độ chống nước của nó là 500m này. Đấy, tương đương với cả một, tức là nó là 50 ATM đấy mọi người. 50 ATM đấy. Nhưng mà mọi người sử dụng miễn sao là núm này về đáy này mọi người phải vặn thật chặt nha. Đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mình mà vặn mà kiểu lỏng hay là lệch gen thì thật sự là không thể nào mà đảm bảo được. Giống như cái chai nước của mình cũng vậy. Sweet Mate này, độ chống nước là 50 ATM này, Titanium K này, đúng không ạ? Kính Sapphire. Đây là dòng Edoc Classic 1 này. Đấy, bản này là bản 83005 nha mọi người nha. Vì cái dòng này nó sẽ có một cái bản nữa, đó là 83002. 83002 thì nó là dòng đời thấp hơn của cái bản này. Size mặt ở phiên bản này là size 44.8, cho cứ bị cuốn vào bản này. Càng của nó sẽ là 53.4 nha. Bản này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Bây giờ em sẽ check thử cho mọi người tham khảo thôi. Đây. Ok, nhận lại bản hết rồi. Đây nha mọi người nha. Cái này là nó đang hết hàng rồi nhá. Nhưng mà ở đây này, cái mẫu này này. Đấy, Classic 83005 nhá. Đây đấy, của dòng Classic 1 này. Thì nó đang có mức giá đó là 749.000 này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ tương đương với tầm khoảng hơn 20 triệu gì đó. Đây để em check luôn. Đây, 749.000 này.
Đó, nó tương đương với cả 20 triệu 643 nghìn. 20 triệu 6. Đấy, nó rơi trong khoảng độ 20 triệu 600. Các chị yêu ạ, rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là mới này, dây chốt khóa. Cái mẫu này thì nó đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó cao lắm, bởi vì chắc người ta cũng sử dụng ít thôi chứ không sử dụng nhiều. Để mọi người nhìn cái khóa này này là mọi người biết nha. Đây, người ta làm cả các cái đường vân xoáy rất rất đẹp luôn. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Bạn em đang để giao lưu với cả nhà mình đó là 11 triệu 800 nghìn. 11 triệu 8 nha. Bạn này sẽ ở mã 283. Đó, ở mã 283. Rất đẹp, rất xuất sắc. 11 triệu 800. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 284. 284 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu... mẫu nào được nhỉ? Rất là nhiều, hôm nay rất là nhiều các cái mẫu đẹp. Sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu, em lên cái mẫu này đi. Lên cái mẫu này nha. Mẫu này là phiên bản của Moment Emotion, nó trực thuộc của tập đoàn TikTok ấy. Cái TikTok này thì nó sẽ là thương hiệu nội, nó sẽ là tập đoàn của Nhật ý. Nó là nội địa của Nhật ý. Đấy, sổ này, ở bên trong này nó còn có, à, đây đây, nó có một cái lớp lót ở trên này như thế này. Đây là sổ này, đây là cửa hàng mua này. Vì cái mẫu này là người ta mua và người ta đã sử dụng rồi, nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao nhé mọi người. Đấy, đây, đây, ui, cái bản này, bản này là cái bộ máy của nó là một bộ máy đời cao đấy ạ. Máy của nó là máy Nhật thôi, nhưng mà máy của nó là máy đời cao nha. Nhưng mà em cho cả nhà mình xem ở cái phiên bản này trước đã. Black Level đúng không ạ? Đây là cái gì nhãn hiệu đen hay cái gì đó. Nhưng mà kiểu dạng như là một cái phiên bản đặc biệt ý. Size 35.7 nhá, rơi tổng khoảng độ size 36. Càng của mẫu này là 44. Nó không nhỏ đâu mọi người ạ, bởi vì mọi người thấy là cái càng này này, đó, nó sẽ là một cái kiểu dạng như là càng vát, càng ôm như thế này này. Thì nó khi mà mọi người lên tay ý, nó sẽ tương đương với tổng khoảng độ size 39 cho đến 40 của các bản bình thường đấy. Đấy, cái mẫu này thì gần như là ai cũng đeo được, chứ nó không bị kén tay đâu. Đây là bản cơ tự động nha. Và mẫu này thì nó cũng sẽ có cả trợ có tay đi kèm, ba kim này. Đó, kính thì cái dòng này nó là kính cứng cường lực. Nhưng mà em thấy nó không có vết chảy xước hay là gì cả đâu mọi người nha. Đây các chị có thể thấy này. Đó, không thể có vết chảy xước hay gì cả. Viền này, phay xước này, sáng bóng này sẽ kết hợp với nhau. Và quan trọng là ở phiên bản này ý, nó không chỉ cái hình thức của nó đẹp đâu, mà cái bộ máy của nó cực kỳ chất. Anh chị nào mọi người làm thợ này, hay là các anh chị mọi người đấu hàng này, hay là mọi người đam mê về đồng hồ, thì em nghĩ là mọi người sẽ biết đến với bộ máy này nha. Máy thì nó sẽ có sử dụng, đó chính là bộ máy Mizota. Đó, và cái bộ máy này này mọi người thấy không ạ? Nó là bộ máy 9055, à 990S5 nhé mọi người nha. Bộ máy 990S5 này. Và tần số dao động của nó là 28.800 pph. Đây là bộ máy cơ của Nhật, nhưng nó có tần số dao động của nó là 28.800, tức là nó tương đương với cả cái chất lượng của một bản máy Thụy. Nó tương đương với chất lượng của một bản máy Thụy. Đấy, tần số dao động của nó là 28.800 pph. Đây là cái dòng máy đời cao nha. Và nó có đến đó là 24 chân kính, mọi người thấy không ạ? Đó. Thì cái bộ máy này nó gần như tương đương với cả bộ máy của Thụy Sĩ đấy ạ. Đây, 28.800 pph, các anh chị thấy này. Đó, 24 chân kính. Độ chống nước của bản này là 5 ATM nha. Đây là bộ máy này. Đấy, tại nó có thêm cả một cái vạch ở đây, đâm ra là mọi người sẽ hơi khó nhìn. Đây, em cho cả nhà mình quan sát cận cảnh kỹ chi tiết cái bộ máy của nó luôn. Phải nói là quá đẹp và xuất sắc. Thấy chưa? Nguyên bộ máy thôi là đã thấy là xứng đáng để sưu tầm của các bạn này bản này rồi. Đây là dây nguyên zin nha, dây nguyên zin Genuizer, dây da chính hãng, dây cũng xịn cơ mọi người. Đây này, mọi người nhìn cái đường chỉ nha, nhìn ngoài thì nó sẽ dễ hơn, vì cái đường chỉ của nó là đường chỉ đen nên nó sẽ hơi khó nhìn. Đấy, dây này chốt khóa. Trời ơi, bản này đeo lên tay thì không bao giờ phải thất vọng về phiên bản này. Size 36 nhưng mà mọi người đeo lên tay này, rất rất đẹp luôn, rất xuất sắc. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.850.000. 3.850.000 nhá, mã 284. Tiếp theo sang ở mã 285. 285 thì
Em lên một cái bản pin đi, em lên một cái bản pin nha. Vì nãy em lên mấy mẫu cơ rồi đúng không ạ? Em lên một cái mẫu máy pin. Bản pin này thì đây là phiên bản của Fubo. Đây này, nó có cả một cái tem gì đây này. Nó là Gift Group. Nó là cái hộp của nó đấy. À, ôi. Đây, em để ngược. Em để ngược mọi người ạ. Đây, Fubo. Bình thường thì Fubo em hay đấu với ấy, là các cái hộp của nó là các cái hộp đen đen cơ. Nhưng mà hôm nay thì nó lại là một cái bản hộp đỏ nha, rất đẹp này. Kiểu như đây là một cái phiên bản dành riêng cho một bộ sưu tập nào đó. Đây là sổ của nó này. Trời ơi, để ngược. Đây, cái tem này của nó cũng là tem đỏ này. Ô, bản này mới nguyên. Bản này mới nguyên mọi người. Nó bị rơi ấy. Đây này, bởi vì nó đây này nó bị bung cái này ra này. Nó còn mới nguyên như thế này. Đây mọi người thấy là cái tem này là mọi người biết. Đây em cho cả nhà mình xem nhá. Đó. Một cái mẫu Fubo mà rất xuất sắc luôn. Nếu mà nhìn xa xa cảm giác là rất là giống với cái của T-Shot đúng không ạ? Niềng xoay này mọi người ơi. Ồ, núm gen nhá. Núm gen mọi người ạ. Núm gen này, ba cái núm này nó rất là to luôn này. Núm gen nhá. Và đáy của nó này, nó là đáy vặn. Đây là bản Fubo 6 kim. Rồi cái chiếc này nó đang hết pin. Chiếc này nó đang hết pin mọi người. Cái này thì trước khi gửi đơn thì em sẽ thay lại pin cho cả nhà mình nha. Bởi vì hàng nó mới về nên là em cũng chưa có kiểm tra được hết các cái bản xem là để thay pin ấy. Thì em lên hàng luôn, em nhặt mẫu em lên luôn. Thì trước khi gửi đơn thì em sẽ thay pin đầy đủ nhá. Và lấy giờ luôn cho cả nhà mình luôn. Thì hàng tới nơi rồi thì mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Rồi là mọi người thấy đúng giờ, đúng không ạ, chuẩn chính xác giờ thì mọi người sẽ thanh toán cho shipper cho em. Nó có hai mặt đồng hồ phụ bên trong này này. Nó lại còn làm cái vòng tròn ở đây nữa. Nhìn trông rất là đẹp, giống như một cái kiểu dạng như là cái gọi là cái gì nhỉ? Ở cái phần xích của xe ấy. Đó, niềng xoay này, núm này, dây nha, phay xước này. Dây rất là chắc chắn đầm tay luôn, nó kiểu dạng như dây thép đúc luôn ấy. Dây chốt khóa này. Đây là mặt sau nha. Đấy, Fubo Design. Bản này có mã đó là FS301. Đây. All stainless steel case and band này. Fubo này, độ chống nước của nó là 10 ATM này. Đó. Tag mark của nó đây, đầy đủ nha. Đấy, nó còn nguyên cả gắn cả tag mark của nó đầy đủ ở đây luôn. Đấy, nó chỉ có là hết pin thôi. Thì trước khi gửi đơn thì em sẽ thay pin đầy đủ luôn cho cả nhà mình. Mặt bên trong nó sẽ hơi xanh xanh như thế này này. Trông rất là đẹp. Size mặt ở phiên bản này là size 41.5. Càng của mẫu này là 49.2. Đó, và như cổ tay của em đây là 16.5 này thì nó sẽ hơi to. Cái này là dành cho anh nam tay vừa và hơi to nhé. Thì tầm tay 17 trở lên là mọi người đều có thể đeo được rồi. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2,5 triệu, 2,500,000. Đấy, còn về pin thì em sẽ thay pin đầy đủ, sau đó thì em sẽ gửi đơn. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm, mọi người cứ hàng tới nơi mọi người mở ra đúng cái giờ nhưng mà mọi người nhận hàng ý. Bởi vì bản pin thì bao giờ em cũng sẽ chỉnh giờ trước. Đó, mới đẹp nha. 2,5 triệu. Mã 285. Tiếp theo sang ở mã 286. 286 thì có lẽ là em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản size to nữa nha. Một cái bản size to nữa thì đây chính là bản size to của Dominic. Đây ạ, cũng khá lâu rồi thì em mới về lại cái bản Dominic này này. Cũng rất nhiều anh các chị mọi người có thích ở mẫu này. Thì ở cái bản Dominic này thì em có về là full hộp. Vì các cái mẫu này đa số là em sẽ phải đấu full hộp hết. Tức là không phải đấu full hộp mà em đấu mới hết. Vì là cái này mà nếu mà người ta đã qua sử dụng rồi thì thường là người ta sẽ cắt mất dây và dây nó rất là ngắn. Em không hiểu làm sao nhưng mà thường người ta tay người ta nhỏ thôi nhưng mà người ta hay thích đeo size to lắm. Nên là chỉ rơi vào tầm khoảng độ tay đến tay 16.5 như tay em này. Hoặc có những bản tay 17 thôi là mọi người hay đeo một cái mẫu to như này này. Đến lúc về mà không có dây khổ lắm. Coi như là nó có như mất giá luôn ý. Đấy, kiểu như dạng như vậy. Bản này là bản automatic nha mọi người nha. Automatic này, có cả chậu có tay đi kèm này. Đó, và ở đây nha, nó là lồng tim này. Đây là lịch tháng này.
ở đây nó còn có cả một cái chức năng dual time, tức là chức năng giờ thế giới đấy. Đây là giờ thế giới, một cái múi giờ thế giới nữa. Thì các anh chị mọi người muốn là set up về cái giờ của quốc gia nào thì các anh chị mọi người sẽ tự set up theo cái quốc gia đó. Cái còn cái kim đỏ này này thì nó sẽ là kim chỉ lịch ngày. Đây là thứ. Em sẽ lên có tay nha, bản này là automatic nhưng mà nó có cả trợ cót. Đấy, thì nó đang chạy, nó đang hoạt động rồi đúng không ạ? Bây giờ em rút núm nha, em sẽ chỉnh cho cả nhà mình xem nha. Đây mọi người thấy không, cái kim bên trong này. Đấy, nó sẽ xoay theo nhá. Còn khi mà em xoay ngược lại này thì kim giờ bên trong này nó sẽ đứng im này. Đó. Đây thì bây giờ em sẽ chuyển sang ngày mới đi. Để sau đó là em sẽ chuyển lịch nha. Đấy, nó sang ngày mới rồi này. Thứ mấy rồi đấy ạ? Thứ tư. À, thứ năm. Đây, xoay ra đến đây nha. Đóng núm này. Mọi người bấm này. Thì đây nó sẽ là cái kim này là kim chỉ lịch ngày. Đó, kim chỉ lịch ngày. Mọi người bấm vào đây thì nó sẽ là kim chỉ lịch tháng. Còn nó còn một cái núm ẩn ở đây nhá. Nó không phải bị mất núm đâu, mà nó là cái núm ẩn. Cái núm ẩn thì lần này thì các anh chị mọi người lấy giúp em cái que chọc sim ý. Các anh chị ấn vào đây một cái này là nó sẽ chỉnh lịch này. Tại ở đây em đang không có, không có cái que. Đó, còn đây là ẩn, nó là lộ tim này. Còn về dạ quang ấy thì buổi tối nhá, nó sẽ có dạ quang ở kim giờ và kim phút này. Mặt bên trên này rất là đẹp đúng không ạ? Đây, với các cái thiết kế đó được cố định bởi các cái đinh ốc hình hai cạnh. Đây là toàn bộ phần viền, vỏ, dây, chốt khóa. Mặt trước này, mặt sau, độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM nhá. Automatic and hand winding này. Đó, old stainless steel này, bộ máy của Dominic này. Thương hiệu này nó là thương hiệu nội địa của Nhật. Thường các cái bản của Dominic ấy, họ làm size to lắm mọi người ạ. Đây size này 45.7 nhá. Hình như dành riêng cho các anh nam tay to thì phải. Càng của nó sẽ là 55.2. Đó, dây này rất đẹp. Cái này mọi người về các anh chị bóc siêu ra. Nó có các cái mắt ở đây, đúng không ạ? Hình thoi ý, cảm giác giống như là các cái con lăn massage. Em đeo lên tay cho cả nhà mình xem. Đó. Đây là một bản mic đồng mi hai màu nhưng mic rất tinh tế và đẹp. Món này em đang để cho cả nhà mình là 2.950.000. 2.950.000. Bản này sẽ ở mã 286. 2950 mã 286 nhé mọi người. Mới nguyên, chưa qua sử dụng. Đó, mã 286. Tiếp theo sang ở mã 287 ạ. 287 thì em lên tiếp bản nào được bây giờ? Rất nhiều mẫu. Thôi à, thôi em lên một cái bản này luôn nha. Em lên một cái bản này, đó là bản của Orange Star. Nó là dòng cao cấp của Orange đấy ạ. Và các anh chị biết là cái mẫu này giá trên thị trường của nó khá là cao. Nếu anh chị à, mọi người chơi đam mê về đồng hồ thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ biết. Cái này này, nó rất đẹp nha. Đây, Orange Star này. Mẫu này thì qua sử dụng rồi, thì nhưng mà độ mới của nó còn cao. Đấy, mặt kính sapphire nguyên khối ạ. Và nó giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước tốt. Ở đây nó có cả kim xăng này, kim bào cót này. Đấy, thì đây khi em lên cót tay này, mọi người thấy không ạ? Cái vòng tròn cót ở bên trên này. Đấy, cái vòng chữ cót này. Đấy, nó sẽ dịch chuyển lên trên. Và chữ cót tối đa của nó sẽ là 40 tiếng này. Orange Star. Cái phiên bản này thì nó sẽ có thiết kế lộ tim này. Có cái kim xăng, kim báo cót này. Mặt bên trong của nó sẽ là màu nâu cà phê nha. Cái màu này là màu cực kỳ đẹp và rất là dễ đeo. Bộ kim với cả cọc số ấy thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này. Đây, cọc số la mã kết hợp với cả cọc vạch, kính sapphire, viền cạnh sườn này, dây này, chốt khóa này, orange nha. Đằng sau đáy đây thì nó cũng sẽ có thông số, đó là kính này, kính sapphire rồi đúng không ạ? orangewatch.com.ltd này, made in Japan phiên bản nội địa nha. Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM. Đây bên trong búa này có chuyện tên thương hiệu của Orange này, ngoài búa này của nó sẽ là dòng Orange Star này, có đầy đủ hết tất cả phần thông số đi kèm. Size mặt là size 39 và càng của mẫu này là 45.5. Mẫu này sẽ dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to một chút xíu mọi người có thể đeo được. Đấy, dây thì còn cho cổ tay 17.5 trở xuống. Thứ nhất đó là size mặt và cái size dây là còn cho cổ tay 17.5 trở xuống là mọi người sẽ đeo ok. Bên trong này thì nó sẽ có giấy tờ.
Đấy, đây, giấy tờ mua hàng. Cửa hàng. Đấy, Orient. Cái này nó không về hộp đâu mọi người ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ với cả cái túi bên trong như này thôi. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.8 triệu nhé, 5.800.000. Đấy các anh chị mọi người thấy không ạ, rất đẹp, rất là xuất sắc. 5.800.000 và bản này sẽ ở mã 287. Mã 287. Tiếp theo sang ở mã 288. 288. Em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản pin đi. Đây là bản pin này. Pin này thì đây là bản pin của WeZ. Đây là pin của WeZ nhé. Cái thương hiệu này nó là chi nhánh con của Selco, thì cho nên nó cũng sẽ sử dụng đó là bộ máy của Selco luôn. Nó còn mắt thừa này. Bên trong này nó sẽ có cái mã số hiệu của sản phẩm này. Đấy, bản này thì qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao. Nó có cả chức năng lịch thứ này, ngày này. Đây là kim 24 giờ của một ngày, 6 kim nhé, nhưng mà họ lại sắp xếp rất là đẹp. Thế trợ kính này, cạnh này, viền này, phay xước, sáng bóng cũng sẽ kết hợp với nhau. Dây này cũng vừa phay xước vừa sáng bóng nha. Đấy, dây, mọi người thấy không? Mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà người chủ cũ người ta dùng rất là giữ gìn luôn ấy. Nên là độ mới của nó còn cực kỳ là cao. Đây đằng sau đấy nó còn siêu này. Và nó sẽ ghi đó là bộ máy 5i67. Đây là bộ máy của Selco, Moment Japan và K-China. Thì mọi người đều biết là tất cả các cái thương hiệu, các hãng đúng không ạ, họ đều có các cái trụ sở ở bên nước thứ ba, còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Size mặt ở phiên bản này nhá, là size 36, càng của bản này là 47. Mẫu này là một cái phong vuông. Thì cái mẫu này nó cũng sẽ tương đương với tầm khoảng độ size 39-40. Nó rơi vào tầm khoảng độ size 40-41 đấy. Mẫu này rơi vào tầm khoảng độ size 40-41 của các bản mặt tròn ấy, nó tương đương với tầm đấy đấy. Đấy, và em nghĩ là mọi người hay đeo các phiên bản mặt tròn thì nên có thêm các cái mẫu đó là mẫu phong vuông như thế này. Đây, và mọi người thấy này, dây của nó, bản thân dây của nó đã rất là dài rồi, và người ta vẫn gửi kèm cả mắt thừa về nữa, nên là mọi người đeo ở phiên bản này thoải mái luôn. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.850.000 nhá. 1.850.000. Bản này sẽ ở mã 288. Tiếp theo sang ở mã 289. 289 thì em lên cái bản này đi. Thế thôi, em lên cái bản pin đi cho cả nhà mình nhé. Bản pin đi. Lúc nãy lên rất nhiều mẫu cơ rồi đúng không ạ? Đem lên mẫu pin cho mọi người lựa chọn này. Đây là bản pin nhé. Bản pin này thì đây là của Polo rồi, UF Polo. Để em xem bên trong. Đấy, UF Polo. Đây là cái hộp. Đây là cái môn thể thao mà người ta cưỡi ngựa xong rồi đánh kiểu như là đánh bóng ấy mọi người. Đấy, đây là môn thể thao mà dành cho gọi là giới trong giới quý tộc ấy, tại Anh ấy. Đấy, thì đây là cái hộp nhá. Và đây là cái nắp của nó này. Nó sẽ như thế này. Hộp của nó rất là đẹp. Em chả biết gọi là môn thể thao gì. Đấy, đây là của hãng Polo, giống như là của áo Polo ấy mọi người. Đây là mẫu pin. Mẫu pin này thì nó sẽ là mẫu pin 5 kim nhá. Nó sẽ có lịch thứ này và nó sẽ có lịch ngày. Thứ thì ở vị trí góc 12 giờ và lịch ngày thì ở vị trí góc 6 giờ. Đấy, đây nó có hình biểu tượng này. Mặt này rất là đẹp nhá. Đây là viền này, cạnh này, núm này. Mặt trước, mặt sau. Đó, Japan Moment độ chống nước là 3 ATM. Bản này thì mới nguyên zin, chưa qua sử dụng. Mọi người chỉ cần nhìn dây là các chị biết rồi. Đấy, dây da nó dễ nhận biết cực kỳ luôn ý. Nếu mà đã đeo rồi thì bao giờ nó cũng sẽ có cái mồ hôi tay ở đây. Đấy, và nó không nhiều thì ít, nó kiểu gì nó cũng sẽ có. Hoặc là các cái mắt này này, người ta sẽ luồn xỏ dây này. Đó, nhưng ở đây thì không nha, rất đẹp luôn, rất là mới. Bản này mới nguyên, chưa sử dụng. À, đây em test luôn cho cả nhà mình nha. Đây, nó có nút bấm ý, thì mọi người sẽ, đây là bấm chỉnh lịch nhanh nhá mọi người. Đấy, đây là mình bấm chỉnh lịch nhanh ở hai cái nút này. Size mặt ở phiên bản này là size 38.3 và càng của mẫu này là 44. Đấy, càng của mẫu này là 44.
Và như cổ tay của em đây là 16.5. Trời ơi, mặt rất đẹp, xanh, viền này, cạnh này, dây này. Món này em đang để cho cả nhà mình là 1.850.000. 1.850.000. Bản này sẽ ở mã 289 sang ở mã 290 nhá, với cả cũng là mã hàng cuối cùng. Thì đây là phiên bản của Casio Edify. Cái mẫu Casio Edify này thì mẫu này mới nguyên. À không, cái mẫu này qua sử dụng rồi mọi người ạ. Nhưng mà nó là mẫu sử dụng kính sapphire đây này. Nó có một cái tem sapphire ở đây nhé. Rất là nhiều sổ sách ở bên trong. Bản này mới, trước này thì qua sử dụng rồi, nhưng mà mới. Đấy, kính sapphire mọi người ạ. Kính sapphire. Độ chống nước của phiên bản này là 100m này. Mặt này, phay xước, viền phay xước nha, viền phay xước mặt bên trong này, nó cũng có các cái đường vân trải vân phay xước này, cái này không phải bị xước, cái này là cái đấy, cậy đi là hết mọi người ạ, phải soi kỹ đèn vào mới thấy. Đây, bộ kim này với cả cọc số nha, đó, nó sẽ có dạng quang nhẹ ở trong điều kiện sáng kém này, dây này, chốt khóa này, mặt trước này, mặt sau. Bản này form nó đẹp lắm, form nó kiểu dạng như là một cái hình mặt 1, 2, 3, 4, mặt hình bát giác, size 37, càng là 44.4 nhé, độ mỏng của mẫu này là 7.7, nó rất là mỏng. Cái này là người chủ cũ là người ta tay 17 đấy, tay 17 và người ta cắt dây 17 nhé. Nên là mọi người nhớ nghe kỹ cái size dây cho em này, đó là cái mẫu này là mẫu còn dây còn cho tay 17 thôi, trở xuống thôi. Còn tay to hơn là không đeo được ở mẫu này đâu. Thôi dây nó ngắn thì em cũng sẽ share luôn cho cả nhà mình nhá. Mẫu này là 1.6 1.600.000. Bản này sẽ ở mã 290 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.